Như vậy là chủ tịch tập đoàn công nghệ Nvidia Jensen Hoang đã trở lại Hà Nội. Và một tin không thể vui hơn, khi lễ công bố thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và tập đoàn Nvidia được diễn ra vào chiều 5 tháng 12. Thỏa thuận này có ý nghĩa rất lớn đối với Việt Nam. Khẳng định tiềm năng, vị thế của Việt Nam về khả năng nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI thỏa thuận thể hiện quyết tâm của chính phủ của Việt Nam để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong lĩnh vực AI, một trong những ngành công nghệ có nhiều phát triển đột phá hiện nay. Chủ tịch Yen Dần Hoang thực sự đã có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và tiềm năng của Việt Nam. Chỉ 13 tháng sau chuyến thăm lần đầu tiên, cùng với chính phủ Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ NVIDIA Yen Dần Hoang đã chỉ đạo NVIDIA cụ thể hóa cam kết biến Việt Nam thành quê hương thứ hai của NVIDIA. Việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D AI tiêu chuẩn thế giới và được đầu tư, vận hành bởi một tập đoàn công nghệ hàng đầu như NVIDIA là hết sức quan trọng. Và là tiền đề để phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam, qua đó thúc đẩy R&D và triển khai ứng dụng các công nghệ AI tiên tiến. Trung tâm sẽ là nơi thu hút nhiều nhân tài, các kỹ sư về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo về Việt Nam làm việc và sinh sống tạo tiền đề tiếp cận và thu hút nguồn lực khổng lồ của NVIDIA cho Việt Nam. NVIDIA sẽ đầu tư vào các chương trình thực tập, học bổng để đào tạo nhân tài mới và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Việt Nam trong lĩnh vực AI và các lĩnh vực công nghệ cao khác. Việc phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển AI của NVIDIA tại Việt Nam sẽ là cú hích quan trọng giúp Việt Nam có được bước tiến lớn về công nghệ trong thời gian tới có tác động lan tỏa tới các nhà đầu tư công nghệ cao khác trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực AI đầu tư vào Việt Nam. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ và bình luận bên dưới video để mọi người cũng như kênh Hồ Sơ TV cùng nhau thảo luận. Ngoài ra, quý vị và các bạn thấy video này mang lại nhiều thông tin và hữu ích thì đừng tiếc gì một like, hãy bấm thích video và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Trở lại với nội dung của video. Trong thời gian tới, Nvidia và Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để triển khai nhanh những nội dung cam kết trong thỏa thuận. Nvidia sẽ là một đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái AI, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nói riêng và phát triển của Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ông Yen Dần Hoang bày tỏ vui mừng được có mặt tại đây để công bố một cột mốc quan trọng và một ngày trọng đại đối với Nvidia và chủ tịch tập đoàn công nghệ nvidia cũng nói rằng thủ tướng phạm minh chính với rất nhiều nhiệt huyết và sự tin tưởng thủ tướng đã thuyết phục ông rằng việt nam nên là ngôi nhà tương lai của nvidia ngoài ra con người việt nam những cơ hội tại việt nam là lý tưởng để đầu tư quý vị và các bạn thấy sao về lời tâm sự chân thành của ông yen dần hoang chủ tịch tập đoàn công nghệ nvidia trong bối cảnh thế giới hiện nay cuộc xung đột giữa hoa kỳ và trung quốc về công nghệ bán dẫn đặc biệt là chip bán dẫn thì cơ hội thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam về ngành bán dẫn. Để thúc đẩy AI Việt Nam, chủ tịch Nvidia cho rằng có 3 việc phải làm. Đầu tiên là xây dựng cơ sở hạ tầng dành cho AI. Thứ hai là tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia AI và điều này thì Việt Nam có lợi thế vượt trội với truyền thống xuất sắc về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, viết tắt là STEM. Việt Nam với đội ngũ và chuyên gia phần mềm rất đông đảo và tài năng. Đây là một cơ hội đặc biệt cho Việt Nam. Vì vậy, ở đây, hợp tác với các trường đại học, hợp tác với các nhà nghiên cứu AI, trung tâm R&D của Nvidia tại đây sẽ là cách để ươm mầm một số lượng lớn nhà nghiên cứu AI tại Việt Nam. Thứ ba là hỗ trợ các công ty khởi nghiệp AI của Việt Nam, bởi đây là một công nghệ mới những nhà sáng tạo trẻ những nhà nghiên cứu ai trẻ tuổi muốn xây dựng tương lai tại đây rất nhiều doanh nhân việt nam muốn có cơ hội xây dựng một công ty ai tuyệt vời ngay tại quê hương mình đó là ba yếu tố mà ông yen dần hoang cho rằng việt nam phải làm với cơ sở hạ tầng cần thiết với sự hỗ trợ của các công ty công nghệ như nvidia với sự hỗ trợ và khuyến khích của chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành nhất là bộ kế hoạch và đầu tư việt nam có cơ hội tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp ai phong phú và sôi động cơ sở hạ tầng sinh viên nhà nghiên cứu các công ty khởi nghiệp ai sẽ tạo đà cho một tương lai rực rỡ mà chủ tịch nvidia hy vọng và tin rằng một ngày nào đó khi mọi người nói về việt nam ngoài nền văn hóa phong phú con người xinh đẹp ẩm thực tuyệt vời nền nông nghiệp họ cũng sẽ nói về việt nam như một quốc gia công nghệ hàng đầu sau lễ ký thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và nvidia Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn công nghệ Nvidia Dần Hoang thăm đền Ngọc Sơn, dạo ngắm hồ Hoàn Kiếm, thăm khu phố cổ Hà Nội. Thủ tướng mời ông Dần Hoang cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nvidia thưởng thức bia chúc bạch tại phố Tạ Hiện, một hình ảnh rất đời thường và gần gũi của người Việt Nam. Vị tỷ phú có lần thứ hai uống bia và trải nghiệm ẩm thực đường phố Việt Nam. Sự kiện thu hút sự chú ý của rất đông người dân vị tỷ phú người mỹ tươi cười, cười và vui vẻ chụp ảnh với người hâm mộ ông yen dần hoang có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và tiềm năng của việt nam còn quý vị và các bạn nghĩ sao về những hình ảnh tuyệt vời này có lẽ là không thể tự hào hơn phải không hãy chia sẻ video cho mọi người cũng như bình luận bên dưới video về những cảm nghĩ của bạn ngoài ra hãy bấm thích video và đăng ký kênh hồ sơ tv cũng như bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất trên kênh xin chào và hẹn gặp lại